10. Cụ ông Trịnh Thái Châu, sinh năm 1940, tại Cà Mau, cư ngụ tại thành phố Cần Thơ, hỏi như sau. Hiện nay, chúng tôi thấy chùa nào cũng gõ mõ, tụng kinh, như vậy có phải là tu tịnh độ không? Trưởng ban trả lời, như cụ đã biết, người tu tịnh độ là tu cho tâm mình được thanh tịnh. Bởi vậy, trong kinh A-di-đà có dạy, người tu tịnh độ phải tu làm sao cho tâm mình được định hoàn toàn. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có dạy, phải định trong cái tịnh độ trung, tức là tịnh độ nơi tâm mình. Như vậy, người gõ mõ tụng kinh không phải tu tịnh độ. Các vị tu tụng ở trong chùa được xếp như sau. Quý thầy hoặc quý sư cô tu trong chùa mà đi tụng đám để kiếm tiền được xếp vào thầy tụng. Cụ Trịnh Thái Châu hỏi tiếp, còn các chùa hiện nay, quý thầy tụng đám, coi ngày, xem giờ cầu an, cầu siêu, vân vân, quý thầy ấy được gọi là thầy gì? Trưởng ban trả lời, thầy tụng đám gọi là thầy cúng, thầy coi ngày, xem giờ gọi là thầy bói, thầy cầu siêu, cầu an gọi là thầy cầu. Cụ Trịnh Thái Châu lại hỏi tiếp, có vị xưng mình là thiền sư nhưng họ lại đi cầu siêu, vị đó có phải là thiền sư không? Trưởng ban trả lời, xét đúng lời của Đức Phật dạy, thiền sư thứ thiệt không đi làm những chuyện ấy, mà vị nào là thiền sư thứ thiệt, họ phải hiểu tất cả các pháp môn thiền của nhà Phật và phải hiểu tất cả các pháp môn của đạo khác. Duy nhất việc làm của thiền sư dạy và phân tích việc tu thiền của Đức Phật dạy mà phải hiểu tột cùng, nhất là thiền tông học phải thấu triệt. Trưởng ban nói tiếp, xin trình cho cụ rõ, từ khi Đức Phật thành lập ra giáo đoàn, chỉ có 3 pháp môn tu như sau. 1. Tu thiền quán tưởng, pháp môn này Đức Phật dạy trong 15 năm đầu, được gọi là nguyên thủy, danh từ hiện nay gọi là thiền tiểu thừa. 2. Tu thiền nghi tìm, pháp môn này Đức Phật dạy vào các năm gần sau cùng, được gọi là đại thừa. 3. Tu thanh tịnh thiền, để tâm thanh tịnh, rỗng lặng, hằng tri, pháp môn này Đức Phật dạy 4 năm sau cùng nơi vùng núi Linh Sơn, Như Lai gọi thanh tịnh thiền. Chính pháp môn thanh tịnh thiền này mới dẫn chúng sinh đến quả Phật được. Còn gõ mõ tụng kinh, pháp môn này do Hòa Thượng Hoa Lâm, thời nhà Đường bên Trung Hoa, Ngài biên soạn theo ý các kinh để cho người tu theo đạo Phật dễ nhớ mà hành theo lời Đức Phật dạy, chứ không phải để tụng. Sau này, các chùa họ biến những lời của Hòa Thượng Hoa Lâm thành một pháp môn tụng. Các thiền sư gọi pháp môn tụng ấy là pháp môn trình Phật. Cũng từ pháp môn tụng này, các thầy chế biến ra để đi tụng kiếm tiền, dần dần sau này thành thói quen. Do đó, người kém học thức làm sai hồi nào mà mình không hay biết. Mặt khác, các chùa lấy lời kinh tiếng kệ để ru ngủ lòng người, cho bớt tham lam và hung dữ. Cũng kể từ ngày đó, môn tụng này được nhiều người ưa thích nên tồn tại cho đến ngày hôm nay. Xin nói cho thật rõ thêm, Đức Phật dạy đạo, các đệ tử Ngài ghi chép lại thành kinh để dìu dắt chúng sinh trở về nguồn cội của chính mình. Cụ thử nghĩ xem, Đức Phật dạy đạo để cho mọi người biết đường về quê xưa của mỗi người. Trái lại, chúng ta không chịu làm theo lời Ngài dạy mà đem lời dạy của Ngài đến trước tượng xi măng hay tượng gỗ, đọc cho tượng xi măng hay tượng gỗ nghe. Người hiểu biết lời Đức Phật dạy, họ sẽ nghĩ gì về những người tụng đọc đó? Xin nói rõ thêm, nếu hiện giờ chúng ta bị bệnh, thầy thuốc kê toa, bảo đến nhà thuốc mua thuốc đem về nhà uống để cho hết bệnh, mà chúng ta không chịu đi mua thuốc uống, mà ngày nào cũng đem toa thuốc ấy đến trước bác sĩ đọc, các ông nghĩ sao? Chúng ta là người gì? Sở dĩ hiện giờ chúng ta bị lầm lẫn việc này vì các chùa thiếu luật sư nhà Phật hướng dẫn. Nên các chùa hiểu sao làm vậy? Vô tình,
mình tu theo đạo giác ngộ và giải thoát mà lại không giác ngộ giải thoát gì cả, mà phải vướng mắc vào nhân quả luân hồi lúc nào mà cũng không hay. Trưởng ban nói thêm, hiện nay chúng tôi hết sức buồn, thấy có nhiều vị thầy dạy đệ tử, khi có đệ tử mình có việc gì đó không may, vị thầy đến cầu phúc cho đệ tử ấy. Còn khi vị thầy bị bệnh qua đời, các đệ tử ùn ùn kéo đến cũng để cầu an, cầu siêu cho vị thầy của mình. Thật là làm luẩn quẩn, làm mất đi thanh cao của một vị thầy thay mặt Phật, dạy lại những lời hay ý đẹp của giáo chủ mình, vô tình biến đạo Phật thành đạo thần quyền, ưa ban phước hay cho của thiên hạ lúc nào mà mình cũng không hay, vân vân. Chúng tôi đã từng khóc rất nhiều khi thấy những trường hợp như trên đã xảy ra. Trưởng ban lại nói thêm, còn về coi tay, coi tướng, xin xăm, bói quẻ, ngày xấu, ngày tốt, vân vân, đó là chuyện của các thầy đồ bên đạo lão. Sự việc này du nhập vào Việt Nam, khi người Trung Hoa đến Việt Nam sinh sống, họ đem theo những tín ngưỡng của dân tộc họ. Cái đặc biệt của chúng sinh, ai nói gì cũng nghe, cũng làm theo mà không kiểm chứng theo khoa học. Vì vậy, hiện nay chúng ta thấy quá nhiều tín ngưỡng nơi đất nước này. Hiện nay, đầu óc con người đã văn minh tột đỉnh rồi. Có thể nói, bom hạt nhân chỉ hai nước Nga và Mỹ thôi cũng đủ phá địa cầu này mấy lần cũng được. Nhưng loài người không đem sự hiểu biết của mình để giúp cho mọi người nhận ra điều gì thật, điều gì giả dối nơi thế giới này. Đó là chúng ta nói mênh mông. Còn các vị tu sĩ của Việt Nam, cái gì làm có tiền thì làm, do đó mất đi cái tinh hoa Phật giáo hồi nào mà không biết. Uổng công cho Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã tìm ra con đường giác ngộ và giải thoát cho chúng sinh nơi cõi Nam Diêm Phù Đề này. Cụ Trịnh Thái Châu nghe lời giải thích của trưởng ban, cụ cũng rất buồn và cảm ơn. 11. Thầy Thích Chí Hiếu, sinh năm 1985 tại Long An, cư ngụ tại tỉnh Đồng Nai hỏi: Kính trưởng ban, tôi có đọc sách của tác giả Nguyễn Nhân. Có thể nói, trưởng ban đã mở toang cánh cửa nhà Phật để cho mọi người ai thích tìm hiểu hay tu hành giác ngộ, giải thoát có phương cách thực hành. Hôm nay, tôi đã giác ngộ được yếu chỉ thiền tông, muốn đền đáp công ơn của sư phụ mình, nhưng không biết phải nói làm sao. Vì mỗi lần mở miệng ra nói, sư phụ tôi đều chửi: mày muốn tu thiền hả? Coi chừng điên đó con. Tại sao mày không chịu niệm Phật? Có ai hơn Đức Phật không mà không chịu tu theo ngài? Hôm trước tôi đến đây, trưởng ban có sát hạch về pháp môn thiền tông học này. Trưởng ban xác nhận tôi đã giác ngộ yếu chỉ thiền tông. Cũng vì muốn đền đáp công ơn của sư phụ nên nay đến đây. Xin trưởng ban giải thích cho tôi ba cái thắc mắc như sau, xin trưởng ban giúp đỡ. Lý do gì mà sư phụ tôi sợ tu thiền? Sư phụ tôi nay đã 68 tuổi rồi, tại sao người tu theo đạo Phật bị sai mà không chịu tìm hiểu, học hỏi để sửa cho đúng? Hơn nữa, hiện giờ sư phụ tôi thường hay bị đau yếu. Làm sao giúp cho sư phụ tôi hiểu được chánh pháp của Đức Phật dạy để không còn bị trầm luân trong sinh tử nữa? Kính xin trưởng ban giải đáp cho, xin thành thật cảm ơn. Trưởng ban trả lời, câu hỏi này không thuộc phạm vi thiền tông học, đáng lẽ ra chúng tôi không trả lời, nhưng vì thầy quá tha thiết, cũng để quý vị có mặt tại đây hiểu thêm, chúng tôi xin trả lời như sau. Con người có mặt trên thế giới này là do nhân quả từ nhiều đời nhiều kiếp. Do đó, ai có mặt nơi thế giới này phải biết các nguyên lý như dưới đây thì mới bớt phần đau khổ. 1. Mình phải tuân theo luật nhân quả mà mình đã tạo ra từ vô lượng kiếp đến nay. 2. Nếu mình bị nhân quả xấu, trước phải tìm hiểu cho thật kỹ luật nhân quả để chuyển hướng nó, không đi theo đường mê tối nữa. 3. Phải dùng cái đầu khoa học thực tế để sống. Sống này có hai phần, cho phần tinh thần, cho phần thể xác. Nếu biết và làm như trên
thì tự nhiên sẽ có chuyển biến tốt. Còn trái lại, tu theo đạo Phật mà không theo lời dạy của Đức Phật thì chắc chắn phần xấu sẽ đến với mình. 1. Sao phải tuân theo nhân quả? Vì nhân quả là nguyên lý cố định nơi thế giới này. Tôi đưa ra ví dụ như sau, thầy sẽ hiểu. Thầy vay người khác 1 đồng thì phải trả 1 đồng. Còn thầy viện cách này cách nọ mà không trả, tức khắc hoặc thời gian sau người cho vay sẽ có phản ứng, thì những hậu quả sau này người vay phải lãnh đủ. 2. Nếu biết mình bị nhân quả xấu, giống như người ở thế gian này biết mình đang đi trên đường gồ ghề, thì mình phải lựa chỗ mà đi, chớ biết đường xấu mà còn đi ẩu nữa thì tai nạn sẽ đến thôi. 3. Người sống nơi thế giới vật lý âm dương này, muốn làm bất cứ việc gì cũng phải dùng cái đầu khoa học để làm, có nghĩa là phải kiểm chứng cho thật kỹ càng, chứ đừng đụng đâu làm đó, coi chừng cả đời làm chuyện uổng công phí sức rồi bỏ đi, thật là uổng. Về tinh thần, người tu theo đạo Phật phải học cho thật hiểu những lời cao sâu của Đức Phật dạy rồi mới tu. Người không biết ý cao sâu của đạo, nói vài tiếng rồi nhào vô tu, hãy coi chừng lạc vào tà đạo lúc nào mà mình không hay biết. Khi bị tà đạo vào trong tâm rồi, ai nói gì cũng không nghe. Vì sao vậy? Vì đầu óc con người cấu tạo bằng vật lý trần gian này, do bị lực hút của âm dương, âm thì quá mạnh, còn dương thì lại quá yếu. Do đó, những chuyện gì gợi đúng lòng tham lam hay sợ sệt của chính mình thì mình nhào vô liền. Đây là cái ngu dại của con người. Khi tâm người nào bị những thứ tà bậy đó dính vào rồi, khó mà gỡ ra được. Do đó, sư phụ thầy đã bị các thứ tà bậy dính vào, thầy nói gì cũng không nghe, trái lại còn chửi mắng thầy là phải. Tại sao có chuyện thầy nói pháp chân thật của Đức Phật dạy mà sư phụ thầy không nghe? Trường hợp thầy giống như trường hợp của Ngài Xá Lợi Phất ngày xưa. Ban đầu Đức Phật dạy, Ngài Xá Lợi Phất tu theo pháp môn quán tưởng để đạt được 4 quả vị thánh theo thanh văn. Khi gần lìa thế gian này, Đức Phật dạy pháp môn tối thượng thừa thiền, tức pháp môn thanh tịnh thiền, để đưa Ngài Xá Lợi Phất vào bể tánh thanh tịnh Phật tánh, cũng gọi là về với Phật giới. Ngài Xá Lợi Phất nghi Đức Phật bị ma ám. Thầy thấy đó, Đức Thế Tôn mà còn bị Ngài Xá Lợi Phất nghi như vậy, thầy có phước đức bao nhiêu mà muốn dạy là sư phụ mình. Thầy muốn giúp sư phụ mình nhận ra chánh pháp của Như Lai dạy, hãy học theo gương của Thiền Sư Thần Tán. Tôi xin kể chuyện Thiền Sư Thần Tán trả ơn cho sư phụ mình như sau. Khi Thiền Sư Thần Tán giác ngộ được yếu chỉ Thiền Tông nơi Thiền Sư Bá Trượng, Ngài về chùa cũ cũng hầu hạ và phục vụ sư phụ mình bình thường, không tỏ vẻ gì mình là người ngộ đạo thiền cả. Sư phụ Thiền Sư Thần Tán hỏi, bấy lâu nay người lìa ta đi học đạo về có được gì không? Thiền Sư Thần Tán thưa, bạch sư phụ, khi xưa con đi tay không, hôm nay con về cũng tay không. Một hôm sư phụ sai ngài đi nấu nước để tắm, ngài phục vụ như trước. Khi kỳ lưng sư phụ, Ngài Thần Tán vỗ vào lưng của sư phụ mình và nói, điện Phật đẹp mà không có Phật. Sư phụ Thiền Sư Thần Tán quay lại nhìn ngài. Ngài Thần Tán liền nói câu thứ hai, tuy Phật đất mà hay phóng quang. Thiền Sư Thần Tán nói như vậy mà sư phụ mình không biết. Mấy ngày sau, sư phụ Thiền Sư Thần Tán ngồi bên cửa sổ có dán giấy trắng trắng gió để ngăn lạnh mùa đông xem kinh. Có con ong trong chùa định chui qua cửa sổ để ra ngoài. Con ong cứ vo ve bay chui vào giấy trắng hoài mà không ra được. Thiền Sư Thần Tán đi ngang thấy con ong chui vô cửa sổ như vậy, ngài liền làm bài thơ để độ sư phụ mình. Ngài liền xuất khẩu thành bài thơ như sau: này con ong, ngu gì mà ngu như vậy, cửa thanh thang không chịu chui ra, cứ vùi đầu vào giấy cũ.
trăm năm cứ cắm đầu vùi, vùi như vậy biết năm nào phủng. Sư phụ nghe ngài nói như vậy, liền bỏ quyển kinh xuống bàn nói, ta cho người đi các nơi học đạo, nay người về đây nói xỏ nói xiên để chửi ta đó hở. Thiền sư Thần Tán lễ phép thưa trình với sư phụ mình, bạch sư phụ, nhờ ơn của sư phụ cho con đi học đạo thiền các nơi. Con đến học đạo với tiên sư Bá Trượng, nay con đã giác ngộ yếu chỉ thiền tông mà Như Lai đã dạy cho chúng sinh ở cõi Ta Bà này. Hôm nay về đây, con muốn đáp đền công ơn của sư phụ mà không biết phải làm sao, nên con mượn hình ảnh của con ông chui qua cửa sổ để đáp đền ơn đức của Đức Từ Bi. Nghe thiền sư Thần Tán trình thưa như vậy, sư phụ ngài liền triệu tập tất cả các đệ tử mình lại và yêu cầu thiền sư Thần Tán dạy chỗ chân thật của thiền tông mà Đức Phật đã dạy nơi thế giới này. Thiền sư Thần Tán nói, thiền tông chẳng kiếm chẳng tìm, chẳng quán chẳng tưởng, nhận liền tánh nghe. Tánh nghe tánh thấy là bè, đưa người thanh tịnh về miền quê xưa. Tu thiền đừng chọn sớm trưa, không ngồi không đứng không ưa niết bàn. Bỏ đi những chuyện thế gian, tánh thấy không thấy chỗ xưa Phật truyền. Lòng người bị đảo nên điên, chỉ cần thôi dứt ở yên niết bàn. Thiền chi khổ não gian nan, dứt ngay tìm kiếm niết bàn nơi ta. Vừa nghe 12 câu kệ lục bát của đệ tử mình sướng, bất chợt sư phụ thiền sư Thần Tán giác ngộ yếu chỉ thiền tông. Ngài tự nhiên rơi nước mắt và thốt lên, nhờ con mà hôm nay ta đã giác ngộ yếu chỉ thiền tông. Thật không uổng công ta cho con đi học đạo thiền. Hôm nay con đã giác ngộ yếu chỉ thiền tông, tìm cách độ thầy. Có lẽ phước báo của thầy đã tích lũy từ nhiều đời, nhiều kiếp trước, nên hôm nay phước báo ấy đã tụ hội tại đây. Trước, thầy cảm ơn 10 phương chư Phật. Sau, cảm ơn con đã biết cách khai thị cho thầy giác ngộ yếu chỉ thiền tông. Sư phụ thiền sư Thần Tán vừa nói vừa khóc. Lời chân thật ấy làm các đệ tử ngài ai ai cũng khóc theo. Trong số đó cũng có nhiều người giác ngộ yếu chỉ thiền tông. Phần thể xác, người tu theo nhà Phật bắt buộc phải hiểu nguyên lý vận hành của cơ thể con người bằng vật lý âm dương. Vì vậy, khi người lớn tuổi, nếu là người nam thì dương suy, còn người nữ thì âm bị suy. Do đó, phải biết ăn uống làm sao cho cơ thể được quân bình thì ít sinh ra bệnh tật, còn không biết thì bệnh tật dễ phát sinh. Ví dụ, người ăn chay thuần túy, các món ăn phần nhiều là nghiêng về âm. Người ăn chay không biết nguyên lý này, lúc nào cũng đưa vào cơ thể mình những món âm, có khi còn cực âm nữa, thì bệnh làm sao tránh khỏi được. Tôi đưa ra ví dụ rõ ràng như sau. Các món cực âm là cà, dưa, giá, măng, nấm, chao. 6 món này là căn bản của người ăn chay. Đã cực âm như vậy mà khi ăn bữa cơm chay rồi lại uống thêm ly nước đá xâm bổ lượng nữa, thì làm sao cơ thể người tu chịu nổi? Vì vậy, chúng ta thấy người ăn chay mà hay đau yếu là do không biết ăn quân bình âm dương vậy. Trưởng ban nói tiếp, thông thường người tu lớn tuổi họ có cái chấp như sau. 1. Mình là sư phụ, sự hiểu biết của mình không ai bằng được. 2. Những suy nghĩ, hiểu biết của mình là hơn hết. 3. Lũ nhỏ phải quỳ lại mình, vân vân. Vì các lý do nêu trên nên thầy không khi nào nói cho sư phụ mình nghe được, chi bằng thầy phải dùng cái đầu khôn ngoan của mình để tìm cách làm sư phụ thầy tức tỉnh là hay hơn hết. Thầy Thích Chí Hiếu nghe trưởng ban giải thích một loạt, hết sức vui mừng và cảm ơn ông trưởng ban. Những người có mặt cũng được hưởng phần kiến thức cao sâu nhà Phật. 12. Anh Lâm Đức Cường, sinh năm 1960 tại Lạng Sơn, cư ngụ tại quận Đống Đa, Hà Nội hỏi: Kính trưởng ban, nhờ đọc các quyển sách của tác giả Nguyễn Nhân viết,
nên chúng tôi hiểu rất sâu về thiền học nhà Phật. Vì văn học nhà Phật rộng như biển, nhiều như lá cây trong rừng. Vì vậy, có một điều sau đây chúng tôi chưa hiểu, xin trưởng ban giải đáp cho, xin cảm ơn. Vì sao người nhận ra ý sâu màu của thiền tông không thể nào nói cho người khác nghe được? Trưởng ban trả lời, người tu theo thiền tông khi giác ngộ yếu chỉ thiền tông rồi, không thể nào nói cho người khác nghe được là lý do như sau. Phần này tôi phải đưa ra ví dụ như sau, anh dễ hiểu hơn. Như trong kinh Đức Phật có nói, cốt truyện của năm anh em mù rờ voi, anh nào cũng cho sự sờ và biết của mình là đúng cả. Đứng gần con voi cũng là anh mù nữa, nhưng anh mù này không sờ con voi, vì anh biết là anh đã bị mù thì làm sao anh nói về con voi đúng được. Vì vậy, anh đi tìm vị thầy thuốc trị bệnh mù của mình cho hết bệnh, thì anh mới thấy toàn diện hình thể con voi. Khi anh đã hết mù mắt rồi, anh nhìn năm người mù kia tranh cãi với nhau về con voi, thử hỏi anh sáng mắt có nói gì được không? Anh Lâm Đức Cường đã hiểu tại sao người giác ngộ yếu chỉ thiền tông lại không nói được chỗ thấy và biết pháp môn thiền tông này. Anh hết sức vui mừng và cảm ơn trưởng ban. Anh lại hỏi thêm hai câu. Câu 1, người đạt được bí mật thiền tông sau đó phải sống như thế nào? Câu 2, khi người sắp lìa thế giới này có cầu xin ai không? Trưởng ban trả lời. Câu 1, người đạt được bí mật thiền tông phải thực hiện sống của mình có 3 phần căn bản. 1, hàng ngày làm việc gì cứ chăm chú việc làm ấy, không nghĩ ngợi việc khác. 2, tâm hằng thanh tịnh. 3, thấy ai muốn giải thoát tận tình giúp họ để tạo công đức, nên nhớ nói 1 hay 2 tiếng mà họ thích thì giúp, còn họ đưa kiến thức học hỏi của thế gian này nói thì tìm cách lánh xa. Câu 2, Đức Phật dạy trong mỗi con người có 2 tánh, 1 là tánh Phật, là tánh thanh tịnh, hằng thấy, hằng nghe, hằng nói và hằng biết. 2. Tánh người có đến 16 thứ. Con người sống trong thế giới loài người hay các cõi khác còn nằm trong tam giới, mình sống ở đâu cũng bị quy luật nhân quả chi phối cả. Mình sống ở thế giới loài người, nếu có phước lớn thì giàu có, làm quan hay làm vua. Ví dụ, mình có phước lớn vãng sanh đến các cõi trời sinh sống, sống ở các cõi trời cũng do phước của mỗi người. Nếu ai có phước thật lớn thì được làm chúa cõi trời. Khi hết phước cũng phải trở lại thế giới loài người sinh sống để rồi tạo phước tiếp. Đức Phật có ví dụ như sau. Như ở thế gian này, mình làm tích lũy được một số tiền lớn đi du lịch, khi xài hết tiền phải trở về nhà. Còn phần cầu xin Đức Phật có dạy như sau. Cầu xin ai trong tam giới này? Người nào cũng như người nấy, chỉ khác nhau về nghiệp mà thôi. Người biết tu thiền tông rồi, không cầu xin ai cả. Mình hằng sống với Phật tánh của mình, mà biết tạo công đức nữa là giải thoát. Mình sống với tánh người, biết tạo ra phước đức là được hưởng phước, tạo ra ác đức thì phải chịu sống cảnh xấu. Vì vậy, không cần cầu xin ai hết, mà chỉ cần sống với tánh Phật của mình là tốt nhất. Anh Lâm Đức Cường xin hỏi thêm. Thưa trưởng ban, thế giới hiện nay gần 7 tỷ người, nhưng không ai giống ai, sao có sự kỳ lạ này? Trưởng ban trả lời, Đức Phật dạy, loài người có sự sai biệt này là do tổng nghiệp của mỗi cá nhân, vì vậy không ai giống ai là vậy. Nghe trưởng ban trả lời quá rõ ràng, nên anh Lâm Đức Cường xin hỏi tiếp. Xin trưởng ban thêm một ý nữa, tu theo thiền tông muốn giải thoát quá dễ, cớ sao ít người chịu tu? Trưởng ban trả lời, phần này tôi xin lấy câu hỏi của ông cư sĩ Lễ Hành Nguyên hỏi Đức Phật, Như Lai trả lời như sau. Ở thế gian này, người muốn tu giải thoát
mà không thực hiện được có 5 nguyên nhân như sau. 1. Kiếp trước họ lường gạt người khác, kiếp này phải trả lại nên họ muốn tu giải thoát, tu không được. 2. Tự nguyện làm con và tớ cho người khác, đã tự nguyện rồi thì phải giữ lời, muốn tu giải thoát không tu được. 3. Mãi đi tìm kiếm những chuyện linh thiêng nên không muốn tu giải thoát. 4. Còn ham của cải nơi thế giới này, không tu giải thoát được. 5. Thích tôn sùng người khác nên không tu giải thoát được. Anh Lâm Đức Cường được thông hết những câu hỏi của mình, hết sức cảm ơn trưởng ban. 13. Ông không nêu tên tuổi hỏi: tôi là người lãnh đạo người khác. Gần 10 năm nay tôi có nghiên cứu đạo Phật. Căn bản đạo Phật có 5 pháp môn tu. 1. Tiểu thừa, dụng công quán, tưởng ở các nước Nam Á và miền Tây Việt Nam tu nhiều nhất. 2. Trung thừa, nghe nói chứ chưa rõ ở nước nào tu. 3. Đại thừa, ở các nước Đông Bắc Á và Việt Nam. Tôi có đến nhiều chùa lớn ở Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và Việt Nam hỏi pháp môn tu này, không ai trả lời cho tôi được thỏa mãn. 4. Tịnh độ, chỉ có Việt Nam tu, không thuận với khoa học. 5. Mật chú, gốc ở Tây Tạng, nói về thành quả của pháp môn này. Sau cùng người tu là để được thành thần. Vì sao vậy? Vì người tu theo pháp môn mật chú có 3 thành quả. 1. Là đi trị bệnh. 2. Là có thần thông để khoe với người khác. Đặc biệt, pháp môn mật chú này có bài chú bủa lòng từ. Nếu ai niệm chú mà niệm đúng giọng rồi, bủa lòng từ của mình ra, thì người đứng kế bên nghe rất thanh thản và hạnh phúc. Các đệ tử của tôi cũng tu theo pháp môn này nhiều nhất. 6. Thiền Tông. Trên 30 năm trước, có vị thầy ở Đồng Nai dạy pháp môn này. Tôi cũng có đến tìm hiểu. Thầy ấy dạy, tu Thiền Tông là bỏ vọng tưởng không theo. Tôi cũng tò mò và thực hiện trên 10 năm mà không có kết quả gì. Cách đây 1 năm, tôi có xem trên mạng Google, thấy tác giả Nguyễn Nhân giới thiệu pháp môn Thiền Tông này. Tôi xin vào để hỏi trưởng ban hai ý như sau. 1. Đạo Thánh, người tu theo đạo này là tự nguyện làm con vị Thánh ấy. Ngài dạy bảo gì cũng phải nghe, không được cãi lại. Khi chết, được về nước của Ngài ở. 2. Đạo Thần, người tu cũng tự nguyện làm con của vị thần này. Khi còn sống, được hưởng lộc của những người cúng. 3. Đạo Phật, tự nguyện làm con của Phật. Khi còn sống, ăn của người cúng dâng, khi chết, được về nước của Phật ở. 3 đạo nói trên, đạo nào cũng có nơi chốn cả. Còn đạo Thiền Tông, chết rồi sẽ đi về đâu? Triết học Tây Phương và triết học Đông Phương có câu, làm người phải sử dụng cái đầu khôn ngoan của mình để tin những gì xảy ra nơi thế giới này. Nếu mình tin mà không biết rõ, mình là một người ngu. Vậy, trưởng ban dạy pháp môn Thiền Tông này có được xếp vào lời dạy của những nhà hiền triết nói không? Câu hỏi của vị không tên này, chúng tôi nghe quá nhức đầu. Không biết vị trưởng ban trả lời như thế nào? Xin quý vị nghe. Trưởng ban trả lời, thầy đưa ra mấy câu hỏi như muốn khóa miệng của tôi. Tuy nhiên, chùa Thiền Tông Tân Diệu chúng tôi có 3 câu ghi nơi chánh điện Thiền Tông. Câu 1. Tu theo Thiền Tông cốt để thành Phật. Câu 2. Chùa Thiền Tông Tân Diệu có nhiệm vụ chỉ rõ đường cho bất cứ ai muốn giải thoát. Câu 3. Đức Phật dạy, người chửi Đức Phật tội không nặng bằng khinh chê hay phá pháp môn Thiền Tông. Trên đây là 3 câu khẳng định cũng là cương lĩnh của chùa Thiền Tông Tân Diệu. Thầy là người có học thức cao và có địa vị trong xã hội. Câu hỏi của thầy người bình thường gọi là khó. Chứ sự thật, xét về việc luân chuyển trong vật lý,
thì câu hỏi của thầy còn nông cạn lắm. Vì sao tôi nói như vậy? Vì thầy là người lãnh đạo người khác, việc làm của thầy mà thầy còn không biết trật. Vậy tôi hỏi thầy chỉ một câu như sau, coi thầy trả lời như thế nào. Tôi chỉ hỏi địa vị của thầy, vậy đạo của thầy đang theo, thầy có biết kết quả sau cùng như thế nào không? Thầy không tên không dám trả lời liền, suy nghĩ một hồi lâu mà cũng không mở miệng ra. Vì sao vậy? Vì trước đây thầy đã nói, người trí phải rõ thông những gì mình làm. Việc mình làm mà không rõ thông gọi là người ngu. Vì câu nói của thầy đã khẳng định như vậy, nên sợ trưởng ban gài mình vào câu này, nên thầy không dám trả lời. Trưởng ban thấy thầy không tên lâu quá mà không trả lời, trưởng ban nói qua chuyện khác để thầy không tên bớt phần khó chịu. Trưởng ban nói, thôi, tôi bỏ qua chuyện này đi. Tôi xin trả lời câu hỏi của thầy về tu thiền tông, coi có giống những thầy mà trước đây thầy hỏi không. Trưởng ban liền đọc 16 câu kệ của Đức Phật dạy tu thiền tông. Thiền tông chẳng kiếm chẳng tìm, chẳng quán chẳng tưởng, nhận liền tánh nghe. Tánh nghe tánh thấy là bè, đưa người thanh tịnh về miền quê xưa. Tu thiền đừng chọn sớm trưa, không ngồi không đứng, không ưa niết bàn. Chỉ cần bỏ chuyện thế gian, tánh thấy không thấy chỗ xưa Phật truyền. Lòng người bị đảo bị điên, chỉ cần thôi dứt ở yên niết bàn. Thiền chi khổ não gian nan, dứt ngay tìm kiếm niết bàn ở ta. Thầy không tên vừa nghe trưởng ban đọc đến câu thứ 8, ông tự nhiên chết đứng. Trưởng ban biết nên đứng dậy đến trước ông. Trưởng ban đọc hết 16 câu mà ông vẫn chưa sống bình thường lại. Ông vừa sống bình thường lại liền sụp xuống lạy trưởng ban. Trưởng ban liền đưa tay đỡ đầu ông và nói, thầy đừng làm như vậy, tôi không gánh nổi đâu. Đức Phật dạy, ở thế giới này không ai lạy ai cả. Vì sao? Vì ai cũng có Phật tánh như nhau, mà lạy nhau làm gì? Người nào chấp nhận cho người khác lạy mình là tự mình gánh họa vào thân. Tuy nhiên, Đức Phật có dạy lạy như sau. Trên đời này, chỉ có Đức Phật mới dám nhận cái lạy của các ông. Nhưng các ông phải hiểu hai điều như sau. Người nào nghe Như Lai dạy giải thoát mà các ông thật sự nhận được thì Như Lai mới nhận. Để chi vậy? Để các ông được công đức. Còn các ông không được giải thoát mà lại Như Lai là các ông mù quáng. Chỉ vì các ông nghe danh một vị Phật mà lại, đồng nghĩa các ông phỉ báng Như Lai vậy. Thầy không tên nói với trưởng ban như sau. Tự nhiên trong tâm đang có thơ chảy ra. Vậy trưởng ban cho phép tôi đọc các câu thơ này, xin trưởng ban kiểm chứng. Trưởng ban liền bảo ông đọc. Ông liền đọc bài thơ 32 câu như sau. Lạy Phật phải rõ thế ư? Lạy Phật không rõ y như người mù. Lạy Phật không biết lối tu, bị Ngài quở trách kẻ ngu lạy hoài. Lạy Phật phải hiểu lời Ngài, tu gì giải thoát, tu gì trầm luân. Thích Ca dạy tu chỉ dừng, nếu ta biết dừng, luân hồi dừng theo. Không cần lội suối qua đèo, chỉ cần thanh tịnh, không theo thế trần. Tự sanh là của dương trần, luân hồi cứ kệ, không cần quan tâm. Chỉ cần thanh tịnh trong lòng, sống với Phật tánh, không cần cầu ai. Cầu ai trong cõi trần ai, ai cũng dính mắc, cầu ai bây giờ. Đến đây chỉ hỏi bâng quơ mà được giải thoát qua bờ tử sanh. Trưởng ban giải thích rõ rành, hai câu vấn đáp tự sanh mất liền. Thiền tông tân diệu linh thiêng, không cần cầu khẩn, nhận liền tánh chân. Tánh chân không thua, không hơn, không tranh không cãi, tánh chân hiện liền. Tôi nay đã hết đảo điên, cũng nhờ bạn quý chỉ riêng chùa này. Hiện nay tôi sống bên Tây, tu theo đạo khẩn, loay hoay lạy hoài. Sáng trưa chiều tối khẩn hoài,
cầu xin mỏi cổ, mệt nhoài tấm thân. Thiền tông tân diệu không cần, chỉ cần thanh tịnh, bỏ xong làm người. Khi ông đọc xong bài kệ 32 câu, trưởng ban nói với ông: "Ông tiếp xúc với tôi chưa đầy nửa tiếng mà ông đã giác ngộ yếu chỉ thiền tông và đạt luôn bí mật thiền tông. Theo quy định của Như Lai, vị nào đến viếng chùa hỏi đạo mà đạt được hai phần nói trên phải cấp giấy chứng nhận và truyền thiền cho người đó. Vì vậy, nếu thầy muốn thì hãy đưa tên, tuổi và địa chỉ. Chúng tôi sẽ làm thủ tục và đúng một tuần sau sẽ hành lễ truyền thiền cho." Thế là một tuần sau, thầy không tên được truyền bí mật thiền tông. Chúng tôi là người sưu tầm và viết lại đăng vào sách nên giữ đúng lời yêu cầu này. 14. Ông Phan Văn Quận, sinh năm 1953 tại Biên Hòa, cư ngụ tại đây, hỏi hai ý về âm dương. 1. Trong các kinh của Đức Phật dạy, tôi không thấy kinh nào đề cập đến âm dương, sao thiền tông lại nói đến nhiều? 2. Xin đưa ví dụ cụ thể. Trưởng ban trả lời: Câu 1. Căn bản của Đức Phật dạy có 4 phần chính: cuốn hút của âm dương, luân hồi, giác ngộ, giải thoát. Câu 2. Chúng tôi xin đưa ra ví dụ cụ thể. Ngày xưa, ở một vùng nọ, có hai nhóm người tranh cãi về hai thuyết. Nhóm 1. Họ bảo là loài người và vạn vật sanh ra là do sức hút của vật lý âm dương sanh ra, chứ không có nguyên do gì khác. Nhóm 2. Họ bảo loài người và vạn vật sinh ra là do ông trời sinh ra. Hai nhóm người này tranh cãi với nhau kịch liệt. Nhóm thứ nhất đuối lý hơn nhóm thứ hai, nên nhóm thứ nhất có đánh cá với nhóm thứ hai như sau: chúng tôi không cãi lại quý ông về thuyết trời sinh ra vạn vật và loài người. Nếu thuyết trời sinh là đúng, các ông có dám đánh cá với chúng tôi không? Tất cả những người đại diện cho thuyết trời sinh đồng thanh là dám đánh cá. Thế là một cuộc đánh cá được thiết lập ra. Những người chủ trương loài người và vạn vật là do vật lý âm dương sanh ra, nói với những người chủ trương thuyết trời sanh như sau: các ông bảo không phải là do sức hút của vật lý âm dương, các ông có chắc chắn như vậy không? Các vị chủ trương thuyết trời sanh quả quyết chắc chắn, nên nhóm người chủ trương thuyết sức hút của vật lý âm dương nói: nếu thuyết trời sanh không đứng vững thì các ông đánh cá gì với chúng tôi? Những người chủ trương thuyết trời sanh nói: nếu thuyết trời sanh của chúng tôi thua thì các ông muốn làm gì chúng tôi cũng được. Những người chủ trương thuyết sức hút vật lý âm dương nói: chúng tôi không bắt các ông làm gì hết, mà chỉ làm có một việc đơn giản thôi. Người nào là đại diện phải vác cây 4 cạnh đi khắp thành phố và nói: thuyết trời sanh của chúng tôi đã bị thua. Các người chủ trương thuyết sức hút vật lý âm dương đưa ra điều kiện như sau: các ông hãy tìm đủ 100 đôi nam nữ, dạy họ là phải sống chung với nhau mà không cho sức hút của vật lý âm dương hút với nhau. Nếu một năm sống chung như vậy, đôi nam nữ sống chung đó không giao hợp với nhau là các ông đúng. Còn nếu họ giao hợp và sanh con là thuyết của các ông sai. Những người chủ trương thuyết sức hút vật lý âm dương nói tiếp: chúng tôi sẽ cất đủ 100 ngôi nhà cho mỗi đôi nam nữ của các ông tuyển chọn sống chung với nhau. Sau một năm mà 100 đôi nam nữ này được đưa ra ngoài, nếu họ không có sanh con là thuyết các ông đúng. Còn họ có giao hợp và sanh con là thuyết của các ông sai. Các ông có dám đánh cá này không? Nhóm người chủ trương thuyết trời sanh bị đưa vào thế kẹt vì danh dự nên phải đánh cá cược này. Thế là một năm sau, 100 đôi nam nữ này được đưa ra ngoài, người nào cũng có một hoặc hai con cả. Vì vậy, người là đại diện bên thuyết trời sanh phải kéo tấm bảng đi khắp thành phố:
Vì quá xấu hổ nên 3 ngày sau ông bị chết.